bên đang lát nhớ đi, cứ bên đây đi qua hoài vậy đi. Rồi đi sao kéo cho nó đều đều lại. Đây. Cơm này ở đây hay mua ở ngoài chị? Dạ, làm ở đây nè anh Tùng. À vậy hả? Dạ. À được được. Em nếu tại làm rồi cho rồi lá luôn. Nguyên hay thở chú? Rồi lá làm mày vô rồi. Đi bằng anh đi trời ông này mới có 32 tuổi à. Thank you.
Đúng vậy. Việc xây dựng giúp giúp bà con đây lập lại nhà là một hoạt động bắt đầu thường niên của Haifa, để nêu cao tinh thần chia sẻ của nhân viên Haifa đối với bà con, của chính nhân viên Haifa thì cũng là một hoạt động để nhân viên Haifa áp dụng 12 điều cơ bản của Haifa. Điều đầu tiên đó là chuyển giao tặng phẩm, và qua cái hoạt động này thì chương trình Haifa Việt Nam cũng muốn trong chính các nhóm của bà con á, là mình sẽ có những hoạt động khác giúp nhau. Sắp tới đây thì ngoài cái chuyện hỗ trợ mái nhà cho nông dân thì mình có xã hội hóa những cái chương trình hỗ trợ khác nữa không? Haifa cũng đang mong muốn là sẽ được hợp tác với nhiều các cơ quan khác cũng có cùng mục tiêu với Haifa là giúp bà con có một cuộc sống tốt đẹp hơn, phát triển được cái cộng đồng của mình bền vững hơn, thì Haifa mong muốn được hợp tác nhiều hơn, đặc biệt là với chính quyền địa phương cũng như các cấp ban ngành, thông qua những dự án là hợp tác về mặt kinh phí. Chẳng hạn thì Haifa sẽ góp vốn, tùy theo tình huống thì Haifa có thể góp vốn từ 50 hay là nhiều hơn, và cũng tùy theo tùy điều kiện của địa phương hoặc là chính quyền địa phương thì có thể là góp từ 10 hay 20 hay 30 gì thì tùy. Nhưng mà thông qua hoạt động đó cũng để cho thấy được sức mạnh của hợp tác giữa hai phơ cũng như của các bên. Theo tôi thì sự thật nhờ cái chương trình hai phơ này tôi mừng dữ lắm, nhưng mà không có chắc tôi cũng bỏ luôn, chứ tôi không khả năng tôi đọc nổi. Thì tôi đúng ra nữa vậy, tôi cũng nhờ cảm ơn chương trình hai phơ rất nhiều, tôi được cái mái nhà mái ấm lại như hồi đó giờ. Hàng ngày lúc trước đó thì chương trình Haifa hỗ trợ cho anh bò như thế nào, và hiện nay đàn bò của anh chăm sóc như thế nào? Trước đó thì chương trình Haifa đưa bò cho bò tôi đó thì có mẹ ăn con, nhưng mà lúc đó ăn con thì hoàn cảnh nghèo đó, rồi bán trả ngân hàng. Còn con nái thì một lần bò cấy tinh trùng rồi sau nó không có chữa. Rồi hiện giờ thì chương trình Haifa có đem xử lý thuốc á, thì tôi bỏ nọc nay được tháng mấy rồi, nó không lên trống nữa, nhưng mà chưa biết có chữa hay là không. Dạ anh chị, tụi em đại diện cho chương trình Haifa cũng như các anh chị đối tác, hôm nay cũng có một cái quán ăn và món ăn cũng đồng cũng đồng sửa sang lại nhà cho mình, có lời tránh mưa tránh nắng ha. Và tụi em cũng chúc chị khỏe mạnh hơn, anh cũng khỏe mạnh để giúp cho hai đứa nhỏ đi học, có hai đứa lớn còn hai đứa cho nó đi học đàng hoàng anh chị ha. Dạ. Phải cố, tụi nó học giỏi thì mình phải gắng cho nó ha. Vậy em cũng mình cố là mình làm được. Thì em cũng bây giờ từ hai phơ đây em thì dốt nát em hết thì em cũng thôi. Nếu mà sự thật ra nếu mà không có cho 3-4 năm nay đâu có khả năng làm, hồi tới năm mình vô với tôi chương trình là tôi là chủ nhiệm, anh Tùng là trợ lý, cũng có một chút quà nhỏ, đây là một cái bàn ủi để giúp cho anh chị là sau khi có nhà rồi thì quần áo được tươm tất, thì con cái đi học cho nó được vui. Chỉ là một chút tấm lòng của hai tụi tôi đối với gia đình, quà nhỏ chị nói thì em cũng rất cảm ơn.